Xin chào các bạn đã đến với kênh của Linh Chủ đề của video này sẽ là sản phẩm đầu tư linh hoạt của Prudential Thì trong video này mình sẽ bàn về một cái vấn đề mà khá là khách, khá nhiều khách hàng sẽ quan tâm Đó là việc là khi mà tham gia sản phẩm này thì khách hàng có bị thua lỗ hay không Có mất tiền hay không Hay là sau một vài năm, một số năm nhất định thì khách hàng có ít nghĩa là nhận lại về cái phần, phụ phần vốn đóng Phần phí mà mình đã đóng vào hay không Thì khi mà nói về cái bảo hiểm đầu tư ấy thì cái sản phẩm đầu tư linh hoạt là một trong những sản phẩm nổi bật nhất trên thị trường về yếu tố đầu tư tích lũy tuy nhiên vẫn khá nhiều khách hàng vẫn khá là lo lắng khi mà cân nhắc để tham gia sản phẩm này một phần có thể đến từ một cái câu nói mà khách hàng có thể nhìn thấy ở trong tất cả các bản minh họa của cái sản phẩm này đó chính là khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chấp nhận mọi rủi ro đầu tư thì khi mà nhìn cái câu này thì mình cũng rất là dễ hiểu khi mà khách hàng nghe các bạn lo lắng về cái vấn đề này. Vì chúng ta thì tất nhiên là không có ai muốn là đóng phí vào để sau đó có thể mất một phần hay là thậm chí là toàn bộ cái tiền của mình đã đóng vào đúng không ạ? Nhưng nhiên trong video này thì mình sẽ nói chia sẻ cho các bạn một vài cái lý do để khiến các bạn hiểu rõ hơn đó là cái cái rủi ro này, cái nỗi lo này nó có nó có lớn như bạn nghĩ hay không. Tuy trước khi đi vào cái, cái lý do đó thì mình muốn nhắc qua một chút Đó là cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này Nó trước hết nó là một cái sản phẩm bảo hiểm Và nó có liên kết và nó có thêm cái phần đầu tư Thì có không biết khách hàng thì khi mà tham gia sản phẩm này Thì có cái suy nghĩ đó là tôi đã có bảo hiểm bên khác rồi Hoặc là tôi không quan tâm đến phần bảo hiểm Tôi tham gia sản phẩm này chỉ đầu tư Thì cho dù các bạn có nói như vậy Thì bạn cũng không thể nào phủ nhận được rằng đây là trước hết là một cái sản phẩm bảo hiểm và khi mà nói về sản phẩm bảo hiểm thì nó sẽ có các quyền lợi mà để được nhận các quyền lợi bảo hiểm thì bạn sẽ phải trả các loại phí liên quan đến bảo hiểm thì một phần của cái việc mà các bạn mất tiền ấy thì đó chính là do là các bạn sẽ cần phải trả các loại chi phí liên quan đến bảo hiểm nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng có một cái điểm cộng đối với bảo hiểm đó là chúng ta biết trước là các loại chi phí đó nó bao gồm những loại chi phí gì và nó từng loại chi phí là mất bao nhiêu trong hàng năm nó như thế nào thì cái đó trong bản minh họa nó sẽ có rất là đầy đủ rồi và khi mà bạn chấp nhận được cái điều đó chấp nhận là cái việc là mình sẽ bị mất một cái phần tiền cho phần bảo hiểm trước khi nghĩ đến chuyện đầu tư thì khi đó thì chúng ta mới có thể bàn được cái phần đầu tư của cái sản phẩm này nó có rủi ro thua rủ lỗ hay không tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái lý do mà để các bạn có thể nhận ra rằng cái việc tham gia sản phẩm đầu tư linh hoạt này nó không hoàn toàn rủi ro đến mức mất trắng như là nhiều người lo lắng. Cái lý do đầu tiên đó là lý do về cái quy định về cái cơ cấu danh mục đầu tư của cái dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Thì cái sản phẩm pro đầu tư linh hoạt làm cái sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đơn vị và riêng cái dòng sản phẩm đầu tư mà liên kết đơn vị này thì bộ tài chính có riêng một cái một cái văn bản hướng dẫn triển khai cái dòng sản phẩm này đó là cái thông tư 135 năm 2012 của Bộ Tài chính. Thì trong đó có rất là phải quy định của cái sản phẩm này thì rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ chỉ ra đây một cái phần, một cái trích ra đây một cái phần đó là về cái quy định về cái cơ cấu danh mục đầu tư của cái 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 dòng này. Thì đây ở điều 18.2 của cái thông tư 135 này nó quy định đó là với cái dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị thì mỗi quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư vào quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành trừ trái phiếu chính phủ. Tức là sao? Tức là với như các bạn đã biết là với sản phẩm Pro đầu tư linh hoạt thì chúng ta sẽ có 6 quỹ đơn vị đúng không ạ? Thì với quy định này chúng ta sẽ thấy là mỗi quỹ đơn liên kết đơn vị nó không được đầu tư vào quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành thì cái cái quy định này nó nhiều đơn giản là nó sẽ quy định nó sẽ yêu cầu là các quỹ đơn vị nó sẽ phải đầu tư vào nhiều nhiều các cái loại chứng khoán kiểu các loại cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau thì đó cũng là một cách để yêu cầu công ty và yêu cầu quỹ đơn vị yêu cầu công ty quản lý quỹ là sẽ phải đầu tư vào nhiều cái công ty khác nhau để làm đa dạng cái danh mục đầu tư và qua đó hay làm giảm cái rủi ro cho khách hàng cái yêu cầu cái quy định thứ hai đó là mỗi quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành trừ trái phiếu chính phủ thì cũng tương tự như cái điều thứ nhất cái quy định thứ nhất đó là cái quy định thứ hai thì nó là quy định về cái hạn mức của cái tổng giá trị tài sản của mỗi quỹ để mang đầu tư vào một cái tổ chức phát hành nào đó, một cái công ty nào đó. Thì cái việc mà không cái việc hạn chế cái mức đầu tư vào một công ty nhất định thì nó sẽ luôn làm giảm cái rủi ro khách hàng để đơn giản thôi. Bây giờ nếu mà một quỹ mà các bạn chỉ tham gia một quỹ thôi, mình ví dụ như là quỹ cổ phiếu Việt Nam đi. Nếu mà toàn bộ à, toàn bộ 100% cái giá, giá trị của quỹ cổ phiếu Việt Nam nó đầu tư vào hết của một công ty thì nếu mà trong trường hợp không may cái công ty đó nó có kết quả đầu tư không tốt hoặc là cái giá cổ phiếu của đầu tư nó giảm thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá trị của cái quỹ cổ phiếu Việt Nam đó và nó ảnh hưởng đến giá trị tài khoản của bạn thì đó là một cái rủi ro rất là lớn đối với phần uh, rủi ro mất tiền cho các bạn cho khách hàng thì quyết định thứ ba đó là tài sản của quỹ liên kết đơn vị thì không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản vàng bạc kim loại quý đá quý thì uh, các bạn có thể thấy là các cái 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 ngành này các cái lĩnh vực này thì nó khá là rủi ro và như là bất động sản thì nó có cái tính thanh khoản nó cũng không được cao lắm. Vậy nên nó cũng có cái cái rủi ro mà nó ảnh hưởng đến cái phần giá trị quỹ của các bạn nó sẽ nhiều hơn. Cái điểm thứ tư đó là mỗi quỹ liên kết đơn vị thì không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau. Thì với điểm này thì mình có thể lấy ví dụ nếu mà chúng ta chỉ đầu tư tập trung vào một công vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay là một nhóm các công ty mà có quan hệ với nhau có ảnh hưởng với nhau ấy, thì chẳng hạn như nếu mà có công ty mà có cái tin xấu hoặc là cái giá cổ phiếu của nó là giảm thì nhiều khả năng nhé nó không phải tất cả nhưng mà nhiều khả năng nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty có cùng quan hệ sở hữu này hoặc là trong cùng tập đoàn thì qua đó thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá trị tài khoản giá trị quỹ của bạn nếu mà các bạn có quan tâm đến thị trường cổ phiếu hoặc là có thực chất trực tiếp tham gia cái thị trường cổ phiếu thì các bạn có thể lấy ví dụ chẳng hạn như là các cái cổ phiếu cùng thuộc dòng à, cùng thuộc họ FLC chẳng hạn thì nó thường có cái xu hướng là cùng lên là cùng xuống trong hợp mình chẳng hạn nếu mà nó cùng xuống thì nó sẽ trực tiếp làm giảm cái cái giá trị quỹ làm mất tiền của bạn cái điểm thứ năm đó là các quỹ đơn vị thì không được đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán này hoặc là cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam thì theo cái suy nghĩ của mình thì cái quy định này nó sẽ có hai ý nghĩa thứ nhất đó là nếu mà chúng ta mà à, nếu mà quỹ đơn vị mà lại đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán thì nó giống như là chúng ta đang thứ nhất là chúng ta đang thuê công ty bảo hiểm và cái công ty điều lệ quỹ để đầu tư cho mình mà họ lại thuê một bên khác nữa thì khi đó thì chúng ta sẽ bị phí trồng phí đúng không ạ và cái phần lợi nhuận nếu mà có chúng ta nhận về được thì nó sẽ nó sẽ ít hơn và cái điểm thứ hai nữa đó là theo mình thì bộ tài chính cũng muốn là cái tiền mà khách hàng đóng vào trong bảo hiểm ấy thì nó sẽ được thông qua các công ty quản lý quỹ và tư bảo hiểm nó sẽ được đưa vào đưa vào nền kinh tế thông qua việc là đầu tư vào các cái công ty mà sản xuất chứ không họ sẽ không muốn là chúng ta sẽ đầu tư vào các cái công ty đầu tư chứng khoán tức là tiền nó không sẽ không trực tiếp đi vào nền kinh tế thì đấy là cái suy nghĩ của mình về tóm lại với cái quy định về cái cơ cấu danh mục đầu tư này về các cái quy định về hạn mức đầu tư như thế này thì chúng ta có thể hiểu được rằng đó là công ty bảo hiểm hay là Prudential ấy, nhận tiền hay là phí đóng của khách hàng rồi thì không phải là muốn làm gì cũng được không phải là đầu tư đi đâu cũng được mà họ sẽ phải đầu tư số tiền đó trong cái khuôn khổ và chịu sự giám sát của Bộ Tài chính và cùng với ngân hàng giám sát. Về cái ngân hàng giám sát thì các bạn có thể tham khảo thêm cái điều 24 cũng trong cái thông tư 135 này. Như vậy là chúng ta sẽ cũng sẽ an tâm thêm một chút, đó là ít nhất là với cái dòng sản phẩm bảo hiểm của cái đơn vị này hay là trực tiếp là với cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này thì chúng ta sẽ có cái sự quản lý, sự giám sát của Bộ Tài chính đúng không ạ? Và việc chúng ta sẽ cần quan tâm tiếp theo đó chính là cái người mà cầm tiền của chúng ta cầm tiền phí bảo hiểm chúng ta đóng vào để mang đầu tư đầu tư linh hoạt làm sản phẩm của Prudential tuy nhiên thì Prudential là bên thu phí bảo hiểm nhưng không phải là bên trực tiếp mang đầu tư mà vẫn theo cái thông tư 135 và theo điều 23 ấy, thì khi doanh nghiệp bảo hiểm mà triển khai cái dòng sản phẩm bảo hiểm đơn vị này thì sẽ phải ủy thác cho một công ty quản lý quỹ có kinh nghiệm để đầu tư cái số tiền đó cho cái hàng và Prudential đã lựa chọn công ty quản lý quỹ là East Spring Investment Việt Nam thì một vài điểm sơ qua về cái công ty quản lý quỹ East Spring này đó là đây là một thành viên của tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu East Spring Investment và hoạt động chủ yếu ở châu Á công ty này thì được thành lập vào tháng 5 năm 2005 tại Việt Nam và hiện tại đó đang là công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường Việt Nam tính theo cái giá trị tài sản đang quản lý với cái mức tài sản tổng tài sản quản lý đó là khoảng tầm 141 nghìn tỷ đồng tức là tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì các bạn có thể xem cụ thể cái thông tin này ở trên uh, trang web East Spring Investment Việt Nam Vậy với sơ qua thì chúng ta có thể thấy được là là đây là một công ty mà có kinh nghiệm và cũng có cái khả năng quản lý cái vốn lớn tại Việt Nam Tuy nhiên với một cái hàng thông thường thì chúng ta sẽ không quan tâm lắm đến việc là công ty lâu đời bao nhiêu hay là to lớn như thế nào mà chúng ta có thể chỉ quan, chỉ quan tâm đó là công ty có thể làm ra bao nhiêu lợi nhuận trên cái số tiền mà tôi đóng vào hay cái mà chúng ta quan tâm đó chính là cái kết quả đầu tư thực tế mà công ty làm được Thì uh, đây là cái kết quả đầu tư thực tế của Xpring với cái sản phẩm bảo hiểm liên đơn vị của Prudential thông qua cái quỹ của họ ở cái ở Prudential với dòng sản phẩm này thì gọi là quỹ Proling. Thì uh, ở hai cái bảng này chúng ta sẽ có thứ nhất và bên trái đó là cái bảng uh, sơ đồ cái thể hiện cái giá đơn vị quỹ trong khoảng tầm hơn uh, 10 năm từ năm 2009 đến năm 2020 thì ở đây các bạn nhìn thấy là có 6 quỹ đúng không ạ quỹ cổ phiếu Việt Nam này quỹ tăng trưởng cân bằng bền vững trái phiếu Việt Nam và bảo toàn thì nhìn chung nhìn vào cái cái biểu đồ này thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái xu hướng chính đó là xu hướng tăng đúng không ạ giá đơn vị quỹ nó tăng dần theo theo năm thì nhìn sang cái bảng cái biểu đồ bên cạnh cái bảng bên cạnh thì chúng ta nhìn thấy các con số về tỷ suất nó cái con số về tỷ suất này nó chính là thể hiện cái giá cái sự thay đổi của cái giá đơn vị quỹ của của năm năm sau so với năm trước thì đây chúng ta nhìn thấy này đa phần là các năm nó đều là con số dương đúng không ạ tuy nhiên nó có một vài năm nó cũng có là con số âm tức là giá đơn vị quỹ nó giảm xuống thì nhìn vào hai cái cái bảng và cái biểu đồ này thì chúng ta có thể có đặt hai cái cái dữ liệu chính thứ nhất đó là cái tỷ suất đầu tư thì chúng ta có nhìn thấy nó thay đổi theo năm và nó không có một mức cố định nào cả cái điểm thứ hai đó chính là tỷ suất đầu tư hay là cái giá đất quỹ nó có xu hướng tăng tức là khách hàng đang nếu mà giữ hợp đồng từ năm tham gia hợp đồng từ năm 2009 chẳng hạn đến năm 2020 thì cái giá trị tài khoản của khách hàng nhiều khả năng nó sẽ tăng mình lấy ví dụ giả sử như mà khách hàng tham gia toàn bộ vào quỹ cổ phiếu Việt Nam chẳng hạn thì với cái giá đối với quỹ vào năm 2009 đó là 9.064 đồng và đến năm 2020 đó là 27.700 đồng giả sử như khách hàng mà tham gia từ năm của năm 2009 và giữ hợp đồng đến năm 2020 thì trong khoảng tầm hơn 10 năm đó khách hàng sẽ nhận được mức lãi kép tương đương khoảng tầm 10,69% còn nếu mà chỉ xét trong 5 năm gần nhất với quỹ cổ phiếu Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020 thì cái mức lãi kép nó vào khoảng tầm 15,63% một năm. Đây là hai con số cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? Và các bạn cần lưu ý đó là các con số này thì đều đạt được trong bối cảnh mà chúng ta đã cũng phải trải qua cái cuộc suy thoái kinh tế trong khoảng tầm hơn 10 năm nay rồi. Ở cái bảng trên chúng ta có nhìn thấy hoặc là ngay cái bảng dưới này, riêng với cái quỹ cổ phiếu Việt Nam này chúng ta nhìn thấy này các con số ví dụ 56% một năm rất là khủng đúng không ạ thì nó có thể là do sự may mắn có thể là do cái bối cảnh thị trường tại thời điểm đó nó dẫn đến một cái sự tăng rất là khủng như thế này nhưng mà rõ ràng để mà duy trì đủ mức uh, 10% trong 10 năm hay là 15% hơn 15% trong 5 năm liên tục thì nó cũng thể hiện cái khả năng quản lý danh mục đầu tư của Spring rất là tốt đúng không ạ và đặc biệt là các cái loại cổ phiếu là cái loại tài sản mà nó mang lại cái mức sinh lời cao nhất trong danh mục. Thì về danh mục uh, cổ phiếu mà Spring đầu tư thì ở đây các bạn có thể lấy uh, có thể xem ví dụ ở đây. Đây cái hình bên này nó là thể hiện 5 cái cổ phiếu có tỷ trọng phân bổ lớn nhất trong danh mục cổ phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mình lưu ý đó là tại thời điểm năm uh, cuối năm 2020 nhé còn trong năm thì nó có thể có sự thay đổi thì các bạn có nhìn thấy năm cái loại cổ phiếu lớn nhất đây nó đều là các công ty khá là lớn trên thị trường ví dụ như là VHM là công ty cổ phần Vinhome của thuộc tập đoàn Vingroup này FPT này hoặc là Vietcombank hoặc là công ty Hòa Phát hoặc là Vinamilk các bạn có thể thấy là Spring thì chủ yếu tập trung vào công ty lớn đúng không ạ thuộc ngành của mình và nó có cái sự phát triển ổn định thay vì là việc đầu tư vào các cái loại cổ phiếu nhỏ lẻ nó dễ dễ bị thổi giá dễ bị đẩy giá cổ phiếu thì cái điều này nó sẽ góp phần đảm bảo cho khách hàng ở một mức nhất định nào đó cả hai cái yếu tố đó là sinh lời và an toàn vốn cho khách hàng và thực tế thì như các bạn ở xem phần trước cái kết quả đầu tư trong khoảng tầm 10 năm vừa rồi thì cho thấy là cái việc lựa chọn đầu tư như vậy của spring đó rất là phù hợp, đặc biệt là với những cái hàng mà có cái cái nhu cầu, có cái mong muốn là đầu tư trong uh, chung và dài hạn. Vậy thì với các cái lý do vừa rồi về uh, về quy định của bộ tài chính, cũng như là về chính bản thân cái công ty của lịch quỹ là spring, thì uh, nó có thể hiện được rằng là đầu tư với cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này không bao giờ lỗ hay không? Các bạn có thể sẽ có câu hỏi như vậy đúng không ạ? Thì chắc chắn là không mình khẳng định luôn đầu tham gia đầu tư linh hoạt thì các bạn vẫn có thể lỗ tuy nhiên khi mà xem xét cái việc uh, lỗ khi tham lãi lỗ khi tham gia cái sản phẩm này ấy, thì mình muốn các bạn lưu ý hai cái điểm thứ nhất đó là về cái tỷ suất đầu tư công bố và cái thứ hai là về phần vốn đầu tư thực tế thứ nhất là về cái tỷ suất đầu tư công bố ấy thì uh, đây mình quay lại về cái tỷ suất mà nói các bạn đã xem đúng không ạ? Thì đây là cái tỷ suất mà được công ty công bố theo từng năm. Và các bạn có thể nhận được cái, cái thông tin này ở trên uh, trang web của công ty hoặc là trên các báo cáo hàng năm của cái quỹ đứng lên cái đơn vị. Thì khi khi mà nhìn cái bảng này thì nhiều người nhìn vào con số âm mình lấy ví dụ như quỹ cổ phiếu Việt Nam năm 2010 là âm 12% này năm 2011 là âm đến gần 20%, hay năm 2018 là âm 9,2%. thì nhiều người nhìn vào con số âm này và gọi đó là lỗ. có thể các bạn sẽ không tin nhưng mà mình từng thấy những cái người mà được thậm chí là được gọi là chuyên gia bảo hiểm ấy. và nhìn vào con số lãi suất tỷ suất âm này và cũng gọi đấy là lỗ. nhưng mà thực tế trong thực tế thì cái tỷ suất đầu tư này thì nó chỉ phản ảnh được cái biến động về giá đối với quỹ của một năm. So với năm trước Hoặc là so với một thời điểm trước đó thôi Như vậy thì có nghĩa là Mình lấy ví dụ như con số âm 9,2% Của năm 2018 này Thì nó chỉ thể hiện rằng là cái giá đơn vị quỹ vào, vào cuối năm 2018 Thì nó giảm 9,2% So với cuối năm 2017 thôi à, Đến đây thì bạn có thể nghĩ là Giảm như vậy thì không phải là lỗi hay là gì đúng không ạ Thì không hẳn như vậy Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn Lấy ví dụ giả sử như giá đầu năm có là 10.000 đồng một đơn vị quỹ đến cuối năm nó là 9.082 đồng thì khi đó cái phần giảm đấy chúng ta thường hiểu đó là lỗ 9,2% đúng không ạ nhưng nó sẽ chỉ là lỗ 9,2% khi mà chúng ta mua vào với giá 10.000 đồng và bán ra và cuối năm với giá là 9.080 đồng thôi còn giả sử như nếu mà trong năm đó bạn tham gia vào giữa năm thì rất có thể là khi bạn tham gia đầu tham gia cái sản phẩm này hoặc là tham gia bảo hiểm nói chung ấy, thì không phải bạn tham gia vào đầu năm bạn tham gia vào giữa năm đúng không ạ và một thời điểm nào đó trong năm và giả sử tại các thời điểm mà bạn tham gia hợp đồng và bạn mua cái đơn vị quỹ với giá 8.000 đồng đơn vị quỹ đi và đến cuối năm giá nó vẫn là 9.080 đồng thì khi này nếu mà bạn bán hoặc là dự định bán ở cái giá tám 9080 này thì bạn lại là người lãi và lãi với mức là 13,5% thì như vậy ý của mình ở đây đó là cái việc xác định lãi lỗ ấy, thì nó không phải là dựa trên cái tỷ suất đầu tư mà công ty công bố các con số về tỷ suất đầu tư công bố đó ấy, nó chỉ được sâu ra để khách hàng có một cái để tham khảo thôi về về cái khả năng đầu tư của công ty của lịch kỹ ấy. còn cái việc xác định lãi lỗ của từng khách hàng này thì nó sẽ phải dựa vào cái việc là khách hàng mua đơn vị quỹ vào thời điểm nào và bán vào tại thời điểm nào thì chỉ khi đó thì khách hàng mới xác định được chính xác là cái lãi hay cái lỗ của mình là như thế nào. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái vốn đầu tư thực tế mà được mang đi đầu tư. Thì như mình nói cái sản phẩm đầu tư linh hoạt thì nó trước hết là một sản phẩm bảo hiểm và sau khi mà xử lý xong phần bảo hiểm thì nó mới đến phần đầu tư. Thì tức là cái phần phí bảo hiểm bạn đóng vào ấy thì nó sẽ bị trừ đi các loại chi phí. Ví dụ như là nếu bạn tham gia bảo hiểm thì bạn sẽ hiểu nó là chi phí ban đầu này, chi phí rủi ro này rồi chi phí của lấy hợp đồng thì sau khi trừ đi các loại chi phí đó thì cái phần tiền còn lại mới được dùng để mang đầu tư và trong bảo hiểm thì họ gọi cái phần phí đó là phí bảo hiểm để phân bổ nên mình lấy ví dụ cho các bạn giả sử như là các bạn gửi tiết kiệm này với một cái vốn là 100 triệu các bạn gửi tiết kiệm với lãi suất giả định là 10% đi thì sau một năm cái gốc và lãi mà các bạn nhận được sẽ là 110 triệu đúng không ạ nhưng mà với bảo hiểm thì cùng với vốn mức vốn là 100 triệu đó khi các bạn đóng phí bảo hiểm vào 100 triệu thì các bạn sẽ bị mất đi các loại chi phí. Mình giả sử như là mất đi khoảng 20 triệu đi. Và sau khi trừ chi phí 20 triệu thì còn 80 triệu được mang đi đầu tư. Và với vẫn với mức lãi suất 10% thì gốc và lãi sau một năm của bạn nó sẽ chỉ là 88 triệu thôi. Và nếu mà bạn coi khoản phí khoản vốn 100 triệu của cái việc gửi tiết kiệm nó giống như là à, tham gia bảo hiểm thì các bạn sẽ luôn luôn thấy là mình lỗ như trong ví dụ này các bạn nhìn thấy lỗ là lỗ 12 triệu đúng không ạ và đây là mình lấy ví dụ đơn giản là còn thực tế nếu mà các bạn tham gia bảo hiểm sau một năm thì cái phần chi phí bị trừ nó còn nhiều hơn nhiều cơ như vậy cái ý của mình ở đây ấy, đó chính là khi mà các bạn tham gia sản phẩm bảo hiểm hay là cụ thể là tham gia cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này ấy, thì chúng ta cần phải xác định được đó là cái vốn đầu tư thực tế được mang điều tư để tính lãi nó là bao nhiêu thì kể thì khi mà xác định được cái điểm đó thì chúng ta mới biết là chính xác là chúng ta lãi hay lỗ bao nhiêu chứ nếu mà chúng ta đánh đồng toàn bộ phần phí đóng vào giống như là một khoản tiết kiệm gửi ngân hàng thì các bạn sẽ nhiều khả năng là sẽ luôn luôn thấy nó nó lỗ đặc biệt là trong những năm đầu cho lại với cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này mình vẫn khẳng định lại đó là khi mà bạn tham gia sản phẩm này thì các bạn vẫn có cái rủi ro thua lỗ tức là cái số tiền các bạn nhận về được nó có thể là ít hơn cái khoản vốn mà các bạn cái khoản phí tổng khoản phí mà đóng vào tuy nhiên nếu mà các bạn hiểu được cái cái cơ chế sản phẩm này để biết được ví dụ như là cái vốn đầu tư thực tế được may đầu tư trong bảo hiểm nó khác như thế nào hoặc là các bạn hiểu được các lý do mình đã chia sẻ ở phía trên đấy thì các bạn có thể thấy được là cái cái rủi ro đó nó không lớn như là mọi người nghĩ đặc biệt là khi các bạn tham gia hợp đồng duy trì hợp đồng trong một thời gian nó đủ dài. Và với riêng cá nhân mình thì sản phẩm đầu tư linh hoạt nói riêng và cái dòng bảo hiểm liên kết đơn vị nói chung ấy, thì vẫn là một cái sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các bạn, kể cả về bảo hiểm và tích lũy nếu như các bạn hiểu đúng bản chất và biết đặt kỳ vọng đúng khi mà tham gia cái sản phẩm này. Và với cá nhân mình thì nếu mà bạn hiểu đúng bản chất và biết đặt đúng kỳ vọng khi mà tham gia bảo hiểm thì cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này hay là cái dòng bảo hiểm liên kết đơn vị nói chung ấy, thì sẽ là cái sản phẩm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu bảo vệ và tích lũy của bạn. Và tất nhiên để mà hiểu và có cái kỳ vọng phù hợp thì chẳng còn cách nào khác là các bạn tự trang bị kiến thức cho mình hoặc là tìm được cho mình một cái người mà có thể giúp các bạn hiểu được về bản chất của sản phẩm và giúp các bạn có được một cái kỳ vọng đúng. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn về cái rủi ro thua lỗ khi mà tham gia cái sản phẩm đầu tư linh hoạt này. Nếu các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hay là có bổ sung gì cho mình về cái chủ đề này thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Cuối cùng nếu các bạn thấy video này có ích thì các bạn có thể bấm like và đăng ký kênh cho mình. Xin chào.